nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thưa với Ngài rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo với họ: Hãy về thuật lại với Gioan những gì các con nghe và thấy. Người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được khỏi, người tiếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó. Và phúc cho ai không phải vấp ngã vì ta. Và khi những người được sai đến đã đi rồi, thì Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió. Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lạ lướt thì ở nơi cung điện của nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một ngôn sứ ư? Ta bảo cho các ngươi biết, còn hơn một ngôn sứ nữa. Vì có lời chép về ông ta: Thật ta bảo cho các ngươi, trong các con cái được người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn là Gioan Đại Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Anh chị em thân mến, phúc âm của Chúa. Dâng thánh lễ cùng với lại tổng quản phục vụ ở đây và chia sẻ lời Chúa. Cha xứ có nói anh là có gì thì xin cha chia sẻ lời Chúa trong dịp vụ phòng này thêm một chút ý nghĩa để cho anh chị em có thể lắng nghe, và nhất là có những người chưa có dịp đi tìm đâu. Thế thì bây giờ tôi vâng lời cha xứ thì tôi cũng nói với ngài vậy, thì con sẽ làm y như vậy. Thế thì bây giờ tôi hỏi anh chị em có bằng lòng cho tôi đứng đây chia sẻ với chị em thánh lễ khoảng 2 tiếng đồng hồ không? Thế tôi chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng làm sao mà lễ 2 tiếng đồng hồ được? Cái đó là không thể nào xảy ra, chắc chắn là không xảy ra. Nhưng tôi sẽ chia sẻ một chút cái ý nghĩa của những ngày hôm nay. Trước hết anh chị em thấy ngày hôm nay tôi mặc áo màu hồng có đẹp không anh em? Anh chị em đẹp không? Thế thì anh chị em hỗ trợ tôi một tràng pháo tay tôi xin được không? Chủ nhật ngày hôm nay gọi là chủ nhật Laudate, tức là niềm vui hân hoan đích, vì nó đã gần kề lắm rồi. Và hàng năm đó thưa anh chị em này, chúng ta có 4 tuần đổ vào, thì cái tuần lễ thứ 3 bao giờ cũng là tuần lễ được phép mặc áo với lại một cái tư thái vui, và nó làm cho chúng ta có cái gì đó cảm thấy là phấn khích tinh thần. Mà sở dĩ như vậy là mùa phong không phải là mùa để chờ Chúa đến và sinh hạ lần nữa trong hàng đá có đâu, nhưng mà mùa phong đó là mùa chúng ta để đi xuống dưới này. Thưa anh chị em, mùa phong không phải là mùa chúng ta chờ Chúa đến sinh hạ hàng đá đâu, vì Chúa đã sinh hạ rồi. Mùa phong là mùa giúp chúng ta chờ đợi Chúa đến, nhưng mà đến lần thứ 2 trong vinh quang. Và cái việc này là chúng ta được lặp đi lặp lại trong mỗi một thánh lễ. Khi mà chúng ta tuyên xưng đức tin, khi mà sau khi chuyển phép mình hội thánh xuôi xong, chúng ta nói: Con tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng Ngài sống lại, và con tuyên xưng Ngài lại đến. Cho nên cái gia diết khao khát đến và đến bất cứ lúc nào trong lần thứ 2 đó mới là quan trọng. Mà bởi vì lần thứ 2 đến trong vinh quang phải nhờ và phải dựa vào cái lần đến thứ nhất thì mới có cái lần thứ 2, cho đến cuối của mùa phòng thì chúng ta cử hành những lễ Giáng sinh là như vậy. Trên mùa phòng nhắc nhở chúng ta sự đợi chờ và nóng vọng. Thế thì tôi nói chia sẻ điều này với anh chị em này. Tôi không biết anh chị em sao, chứ phần tôi đó bây giờ mà bảo tôi phải ngồi chờ cái gì mà, và đợi ai, tôi thấy cái
thời đại chúng ta sống trong xã hội hiện nay phải chờ ai, phải vọng ngưỡng một điều gì nó khó lắm. Chờ đợi không ai thích cả. Thí dụ như chờ đợi trong lúc mà chúng ta đi khám bệnh ở trong nhà thương chẳng hạn, hay là chờ đợi khi mà chúng ta xin việc làm, chờ đợi xin giấy tờ, chờ đợi vợ con hoặc là chồng con về đến nhà để dùng bữa cơm. Ngày hôm nay cái sự chờ đợi nó quý giá quá, cái khoảnh khắc nó thu gọn lại, cho nên là chờ đợi nó giả diết và nó làm cho chúng ta đôi khi mất đi cái sự kiên nhẫn. Nhưng mà gần đây nhất tôi có một cái sự chờ đợi mà Chúa dạy cho tôi một cái kinh nghiệm nên thân nên hồn. Thưa anh chị em có biết rằng là cách đây khoảng vài tuần về trước đó, thì Đức Thánh Cha sang Á Châu và đã có dịp ghé qua Thái Lan, Bangkok Thái Lan, rồi ghé qua bên Nhật Bản. Và tôi được biết rằng là số anh chị em giáo dân Việt Nam sang bên Nghĩa Nam đông lắm, cả ngàn người, 2-3 ngàn người. Về phần tôi đó, thì tôi không nghĩ là tôi có cái cơ hội đi, nhưng mà nó phải trùng hợp có cái gì mà ở ngoài dòng tỉnh ngoài Bắc có cái đại hội gọi là đại hội giới trẻ cho các em thanh thiếu niên hàng năm, cái tổ chức một lần vào giữa tháng 11. Thì tôi được cơ hội về để mà tham dự chung với lại các cha cũng như tất cả mọi người và các em trẻ trong cái dịp đó ở tại Cửu Chu. Cho nên sau khi tham dự xong á, thì Đức Cha mới nói thôi bây giờ tiền đây các Đức Thánh Cha quá gần như vậy, cha đi theo với lại các Đức Cha ở đây qua thì có dịp để có thể được thì gặp gỡ Đức Thánh Cha luôn. Thì tôi có thương là thưa Đức Cha, con muốn đi lắm nhưng mà thời giờ con không có, vì con phải làm việc cho đại học. Chính vì vậy thử ra nó có một chút cái giới hạn. Thế thì lòng thì muốn đi nhưng mà thực tế thì cũng không dễ. Thế thì sau khi mà nó có một đại hội thì có một cái kinh nghiệm như thế này, đó là trước khi mà đại hội bắt đầu đó, thì người ta mới cho tôn lên một ngày. Tôi mới bàn với Đức Cha, tôi nói thưa Đức Cha, mấy khi chúng ta có Đức Thánh Cha về gần sát Việt Nam như vậy, mấy khi mà có một dịp mà cả hơn 20 ngàn em thanh thiếu niên về tham dự, thế tại sao mình không nhân dịp này xin Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ một thông điệp? Đức Cha nói ý tưởng của cha rất hay, nhưng thưa cha, cái này mình phải xin trước chứ còn bây giờ còn có 3 tuần lễ, 2 tuần lễ mà xin thì chắc không được. Thì tôi cũng nghĩ đó có thể đúng lắm, nhưng mà tôi cứ biết mà tôi bảo nếu mình mà ước ao đủ thì Chúa cũng phải tìm cách giúp mình. Cho nên là tôi mới bảo rằng bàn với ngài, và sau đó thì ngài mới soạn thư, rồi tôi cũng một phần nào nó công tác vào đó để làm cách nào đó cái thư nó đến được ở người Đức Thánh Cha. Cái này mới là cái gian nan. Và nó suy tính mãi thì cuối cùng cơ hội đến, và qua cái sự quen biết một vài người ở bên Tòa Thánh mà chúng tôi cũng không nghĩ là có thể thực hiện được, thì lần đó cái lá thư nó đến nơi và được soạn cả vừa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, là cái tiếng mà Đức Thánh Cha dùng. Thì giữa cái sự trao đổi với lại cái ông mà bộ trưởng lo về vấn đề truyền thông tin, thì làm sao không biết, cách nào không biết, và nó đến tai cái vị thư ký của Đức Thánh Cha, và nó vô tình lọt vào tai Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha khi nghe nói đến 20 ngàn giới trẻ ở Cửu Chu và nghe đến cái sự kiện là họ đã được xin để được gặp và nghe ngài, ngài bỏ hết tất cả mọi cái mà trong cái khoảng thời gian đó ngài phải thực hiện 18 cái video clip cho nhiều nhóm khác nhau, và mỗi một nhóm như vậy xin ngài cả 1 năm trước. Mình không có cơ hội, thế mà ngài nói được, tôi sẽ thực hiện điều đó. Và sau đó ngài hỏi ngược lại, bây giờ muốn tôi nói cái gì? Đức Cha ở tại đó muốn Đức Thánh Cha nói cái gì với bạn trẻ? Thì đến lúc mà liên lạc với anh chị em, ai cũng bị bận, và là thời gian lúc bây giờ phải trải bên đó ban ngày, bên đây ban đêm, vỡ và cuốn lên mà phải quyết định ngay.
Thế là trong vòng một cái thời gian rất là mau, chỉ chưa đầy 10 phút, lúc bây giờ 3 giờ sáng tôi còn nhớ. Và khi liên lạc được và đưa cái ý tưởng cho Ngài, thế là Ngài thực hiện làm cái video clip cho Việt Nam. Và cái video clip đó là video clip công phu nhất, và là video clip ý nghĩa nhất, và là video clip thực hiện. Và khi hoàn tất chỉ còn có 3 tiếng đồng hồ trước khi Ngài lên đường quả thái đàn, anh chị em thử tưởng tượng cái niềm vui và sự chờ đợi đó nó lớn đến mức độ nào. Cho nên cái sự chờ đợi đôi khi đó, nó dạy cho tôi được một bài học là tôi phải có một cái chỗ cho cái sự được Chúa làm ngạc nhiên. Và cái niềm vui và ao ước ao ước phải lớn đủ, mà đã không có ao ước thì tôi ao ước lớn. Và không ngờ Đức Thánh Cha thực hiện được. Và video đó sau khi thực hiện được gửi về Việt Nam vừa đúng cái giờ mà các em đang cần được nghe. Và anh chị em biết tối hôm đó khi mà bắt đầu cho lên trên màn chiếu hình, cả một cái công trường lớn như vậy im phăng phắc, người trẻ nghe Đức Thánh Cha nói. Và câu đầu tiên Ngài nói, chúng con có một mái nhà, chúng con có một mái nhà. Ngài đã tỏ tường và Ngài đã thân và gần với lại văn hóa của chúng ta. Chủ đề của cái ngày đại giới trẻ hôm đó là hãy về với thân nhân qua câu chuyện của người thanh niên đi gọi là Hồi Giáo. Và Chúa chữa, sau đó xin theo của Chúa thì Chúa gửi ngược về lại gia đình. Và Ngài nói với giới trẻ, chúng con có một mái nhà và chúng con phải quay trở về với cái mái nhà đó để mà hôn đúc và cho cái mái nhà đó trở nên cái nơi sinh ra tin mừng và sinh ra cái điều kiện để chúng ta có thể mang Chúa đến với người khác. Nói một cách khác, theo cái ngôn từ ở bên nước ngoài là một người có thể mua một cái nhà nhưng không phải ai cũng tạo được mái ấm. Vì thế mùa phòng ngày hôm nay khi đến với anh em chị em ở đây cũng vậy. Đầu tiên tôi khao khát để gửi anh chị em là hãy cho phép mùa phòng chúng ta được một mái ấm ở ngay tại nhà và gia đình chúng ta. Vì căn nhà ai cũng có thể tạo được, một căn hộ cũng có thể tạo được, một người vô gia cư cũng cần phải có cái gọi là mình gọi là giấy phép được cư ngụ. Nhưng cái mái ấm thì nó có thể vượt xa hơn tất cả những ràng buộc về ranh giới. Nó chỉ có thể thực hiện được với sự thao thức và ao ước lớn đủ của mỗi một người thành viên trong gia đình của mình. Điểm thứ nhất. Điểm kế tiếp, bài tin mừng ngày hôm nay khi tôi được nghe và nhớ lại thì tôi cũng có một vài kỷ niệm khi tôi qua bên Thái Lan. Đó là thứ nhất, tôi không nghĩ tôi được phép gặp Đức Thánh Cha, bởi vì mình đi đến giờ phút cuối mới bắt đầu quyết định đi, cho nên giấy tờ qua bên đó để được vào cái chỗ hành lễ là cả một vấn đề khó khăn. Thế thì một cách nào đó một công việc nó cũng xuôi thuận. Chỉ có một cái kinh nghiệm như vậy là tôi cảm thấy rất là vui, đó là qua bên đó đó anh chị em Việt Nam qua bên đó đi rất đông, và họ có lòng mộ mến Đức Thánh Cha, cho nên là họ theo các cái tuyến đường mà Ngài đến, họ đến tận nơi và sắp hàng những biết bao nhiêu người khác để mà đón chờ Ngài. Tôi phục người Thái. Người Thái con số theo công giáo ít lắm, không có nhiều, thế nhưng mà họ rất ư hiểu khác và họ rất ư tử tế và họ rất quảng đại giúp đỡ mọi người. Chúng tôi rời cái địa điểm của mình vào lúc 3 giờ sáng để đến nơi và có thể đi qua các cái tụ điểm người ta check, tức là người ta xét cái vấn đề an ninh trước khi mình được vào. Thì trong lúc chờ đợi tất cả mọi người đến, các cha các thầy người Thái rồi thì bao nhiêu người xung quanh đến, thì chúng tôi thấy có mấy quầy người ta đã xếp để sẵn đấy, nào là cà phê, sữa, để bánh trái đủ mọi cái hết, để cho mọi người đến thưởng thức buổi sáng trước khi đi qua bên hệ thống an ninh để vào cái địa điểm để mình chỉ đứng để mà chờ thôi, xếp hàng để mà đón thanh tra thôi. Thì có một cái buồn cười, người Thái với tất cả mọi người đến, người ta ríu riết, người ta nói chuyện với nhau, nhưng mà người ta cũng không có để ý nhiều xung quanh. Còn Việt Nam mình đi đến đâu
chưa có một nhóm người nào đến để thấy Việt Nam đầy hết các cái quầy người ta bán, ta để đồ ăn rồi. Cho nên là đồ ăn để đấy thì không thấy người nào đến đây mà thấy Việt Nam mình đã bắt đầu nghĩa là tràn ngập đầy ở đây rồi. Để đến lúc mà tôi gặp các xin nhà mình, các xin cái cha đi đâu vậy? Tôi bảo tôi đi cái chỗ mà xin đang đi đấy. Thế rồi thì các xin mới bảo với tôi, thế cha đã dùng gì chưa? Tôi bảo chưa. Thế là thưa cha, vô đây người ta để đồ ăn ở ngoài kia ngon lắm, cha đến để mà thử. Con sẽ lấy ít đồ ăn cho cha. Và khi mới tiến tới Việt Nam mình tinh khôn thật, bằng đấy cái lều, bằng đấy cái bàn, thế mà cũng biết là cha có uống sữa với cà phê. Cha lấy cái chỗ này, đừng lấy cái chỗ kia, bởi chỗ kia nó không bằng cái chỗ này. Tình như vậy. Nghe xong rồi lại còn lo cha đói. Cha một chút nó vào trong đó. Tức thánh cha mình 1 giờ mới tới, mình đến đây phải chờ cả 3 tiếng đồng hồ. Thành thử là cha không muốn thì không, con đem con rú là cha một rú để cha bỏ trong túi, để nhớ là cha có thể đói có tí ăn. Việt Nam mình là lo cái bụng chưa đấy. Tôi cứ nghĩ nó, tôi buồn cười. Thế là tôi không nói năng gì cả. Các xin cũng lại nhét vào trong cái túi sách của tôi, nào là tí bánh gọi là bánh tiêu, túi bánh rau ấy, còn nhét vào hai cái chai sữa giá cua. Và còn giáo rằng là thưa cha, cái sữa giá cua này để cha không sợ nó chua, bởi vì ăn nó ngon lắm, con ăn đủ rồi. Mà tôi cũng không biết các xin nhét cái gì, chả biết nữa. Mà một hồi tôi thấy cái túi của tôi nó nặng hẳn ra, tôi phải vâng lời, chả biết làm sao bây giờ. Đến lúc đi qua cái chỗ người ta chất an ninh, lấy chúa tôi nó hiện lên trên màn ảnh, tôi ngửa, tôi ngửa. Xấu hổ vô cùng. Thế là chúng tôi đến, rồi thì chia tay nhau mỗi người mỗi nhà. Tôi không nghĩ là tôi có dịp được diện kiến với nhà. Đến lúc đi vào rồi thì mới khám phá và có hai nhà nguyện. Một nhà nguyện để dành cho tu sĩ, linh mục và các sơ nữa được vào trong đó để được tiếp kiến thánh cha. Còn một cái nhà nguyện thì để tất cả các vị giám mục trong vùng Đông Nam Á đến để được gặp được thánh cha và được nói chuyện và gặp gỡ riêng. Thế là tôi cũng bắt đầu đi vào. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi vào phía bên này, cho nên tôi phải đi theo các cha người Thái mà mình cũng chẳng biết cái gì cả, tại vì tiếng Tăng mình cũng chẳng hiểu ngoài trừ tiếng Anh, cho nên tín đâu phải lệ thuộc. Thì tôi thấy là các thầy với các cha người Thái đi đâu tôi đi theo, mà các ngài thì nói tiếng Thái tôi không hiểu, mà tôi chỉ được biết có một cái thôi, hay mà người Thái nói cái gì á thì mình cứ nói vâng. Mà cái cách nói vâng thì dễ lắm, cứ khạc là xong hết. Thành thử ra họ nói cái gì tôi cũng khạc, tai léo léo khạc, mây lũ lượn khạc, mà cứ khạc. Để tôi thấy ngài dẫn tôi lại không dẫn tôi qua bên đây, mà lại dẫn tôi về cái phía bên cái chỗ của các đức cha. Tôi bảo là cái này là không có khạc khạc, đi lốt chuồng rồi. Thế mà các cha người Thái vẫn nói khạc. Thế là tôi lại đi theo. Nên lúc mà đi vào cái nơi mới biết là chỉ là mình không dự tưởng qua bên đây, qua bên này, mà nghĩ là mình sẽ qua phía bên đây là cái chỗ gặp chung các cha và tu sĩ. Đến lúc được vào chung phòng với các đức cha, tôi bắt đầu tôi lo rồi, và tôi chết rồi. Vụ này chắc là toàn các lớn như vậy mà thấy cả các đức cha Việt Nam nữa. Rồi các ngài thấy tôi, các ngài cũng ngạc nhiên. Đến lúc khám phá ra mới biết là đức thánh cha cho phép các cha và các thầy dòng tên được gặp ngài riêng. Và tôi cảm thấy sung sướng. Và khi đó tôi mới biết được là cái căn phòng mà ngài sẽ gặp anh em chúng tôi là một căn phòng nhỏ ấm cúng rất đẹp ở ngay sau nhà nguyện của các đức cha. Thế là trong lúc chờ đợi đón ngài thì mọi người đều ngóng nhìn ngài. Đến lúc xong một cái mọi người quay trở về chỗ, tôi vào cái căn phòng mà dành riêng cho các cha và thầy dòng tên ngồi ở đó, và được dặn là hễ đức thánh cha đến, nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng ngài gặp, ngài chỉ cho 40 phút thôi để mà chia sẻ. Và đã được giao là khi ngài tới, ngài sẽ đứng ở giữa và anh em lên chào và bắt tay ngài để quay trở về chỗ cũ, và không được nói cái gì, bởi vì mỗi một người chỉ cần nói 1 phút thôi.
thì là mất hết 40 phút rồi. Cho nên chúng tôi vâng lời đáp đáp. Cha bên trên còn nói hiểu chưa? Thế là mọi người khạc. Thế là mình cũng khạc khạc. Mà ở bên Thái nhớ nhé, đàn ông thì nói là khạc, có đàn bà thì nói là khà. Mà mình mà không khéo lưu lưỡi mà thay vì nói khạc mà nói khà là tự mình đổi giống là chết. Thế này từ ra đến lúc mà Ngài gặp hết mọi người, Ngài đến và gặp anh em tu sĩ dọn lên, đổi hết tất cả mọi cái sửa soạn của chúng tôi. Ngài đổi hết. Ngài không đến ở cái chỗ danh dự ở giữa, mà Ngài đến đầu tiên là Ngài đến từng người một. Ngài chào, có đời nhà ai đi gặp Đức Thánh Cha mà Đức Thánh Cha đi gặp mình không? Và Ngài đi hết một lượt như vậy, tôi là người cuối cùng bởi vì tôi được xếp ngồi ở hàng rìa của cái hàng ghế thứ hai. Và khi mà Ngài gặp người trước tôi, và sau khi Ngài bắt tay họ rồi, thì tôi thấy Ngài, thì cái đầu tiên là tôi theo cái phong độ lễ phép của người Thái thì chào các vị lớn hơn mình bằng cách chắp tay và cúi đầu. Ở bên Thái thì đi đâu chào thì họ không có bắt tay, mà họ chỉ có chắp tay và cúi đầu. Và nếu mình là người mà hơn trong cái chức vụ của xã hội thì cái người chào mình sẽ nâng cái tay cao hơn một tí. Còn nếu mà mình chào mà một người ở cái địa vị thấp hơn thì không nhất thiết mình phải chào bằng hai tay, mà có thể chỉ chào một tay như vậy thôi. Cho nên khi mà các xím nhà mình, các xím cũng học hội nhập theo người Thái lấy cha, thế là chắp tay, tôi cũng chào lại chào các xím. Nhưng mà khi gặp Đức Thánh Cha, Ngài tiến tới, Ngài cầm tay tôi và Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể có một mình tôi duy nhất ở đó. Ngài nhìn thẳng mắt mình, và lời nói đầu tiên Ngài nói, Ngài gọi tên của tôi, thì ra Ngài đọc cái tên của mình trên cái bảng tên ở trên ngực, và Ngài nói: Cha Francisco, cha khỏe không? Trời ơi, hỏi tôi có khỏe không đâu bây giờ thì tôi biết trả lời làm sao. Thưa Đức Thánh Cha, không những con khỏe mà con sắp sửa tiêu diêu miền cực lạc. Cái niềm vui được thấy, cái niềm vui được cảm nhận, cái hân hạnh vinh dự để được thấy. Và nhất là được nghe Ngài chia sẻ 40 phút và anh em dòng tên được phép hỏi bất cứ chuyện gì trong giáo hội. Và Ngài trả lời, và Ngài chỉ xin có một điều là không được nói ra ngoài tất cả mọi chi tiết. Ngày hôm nay, trong bối cảnh của bộ vợ, tôi chỉ có thể chia sẻ với anh chị em 3 điểm mà tôi được nghe từ Ngài trong bối cảnh của tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất, Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là em họ Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu và lúc còn bé đã mất bao nhiêu gì mà đã từng đi với người em họ của mình, đã từng đi với cha mẹ của mình lên đền thánh, biết rõ Chúa Giêsu mà chả thế được ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, đã nói với môn đệ của mình và nói đây mới là người mà các anh đang chờ đợi, đây mới chính là Đấng Thiên Sai Chúa gửi đến. Người này đến sau tôi cao trọng hơn tôi cũng đáng cởi dây giày cho Ngài. Gioan xác tín được điều đó, và Gioan còn giúp cho mọi người thay đổi cái đời sống để mà chuẩn bị đón Đức Giêsu khi mà ông rửa, làm phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa của Gioan là phép rửa thông hôi, và cách thức thông hôi của Gioan là khác với lại cách thức thông hôi của tất cả những người Do Thái, và nó khác một khá nhiều với lại cái mà ta gọi là của giáo hướng. Anh chị em có biết không, khi tôi đi học mà khi tôi chia sẻ cái điều này với là các thầy đạo trưởng người Do Thái, họ nhìn tôi và nói một câu như vậy này: thưa ông, các ông người Kitô giáo khi nói đến thông hối của ông Gioan chúng tôi rất trọng và rất mến ông.
chắc hay là họ có thành kiến với lại người Kitô giáo. Bởi vì đối với người Do Thái, họ không tin Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là người và là Thiên Chúa thật. Họ không tin điều đó. Và do ai đến để chỉ Chúa Giêsu cho họ, họ không tin điều đó. Nhưng đến lúc tôi nghe, tôi mới hiểu được tại sao họ lúng túng và bẽ lẽn. Bởi vì họ nói cho tôi biết là đối với người Do Thái và đối với lại dân tộc của Giao Ước và giữ luật Môi-se thì thống hối có nghĩa là gì? Là bắt đầu nhận ra những cái khuyết điểm và những lỗi tội mình làm, nghịch lòng Chúa và cư xử khác với lại anh chị em xung quanh. Cho nên thống hối thật sự đòi hỏi một hành động quyết liệt, đó là mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Gioan khi nói đến thống hối thì lại không nói cái đó, mà Gioan lại nói metanoia. Metanoia, metanoia trong Kinh Thánh Tân Ước có nghĩa là khi thống hối các ngươi hãy làm một cái sửa đổi khác hơn lệ thường. Ai có hai áo thì hãy lấy ra một cho kẻ khác. Ai làm việc bất công cho kẻ khác thì hãy nhìn sự công bằng. Ai đã làm cho kẻ khác trở nên những người bị áp bức thì hãy cho họ có cơ hội được đứng lên. Không còn mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng là metanoia có nghĩa là thay đổi tư duy, thay đổi não trạng mà mình có từ trước đến nay. Nói theo ngôn từ bình dân nhé, là hãy thay đổi cái tâm của mình đi. Người ta nói điều này này, sửa đổi thì không khó, mà sửa cái tật khó lắm. Mà nhất là cái tật với một lối suy nghĩ cũ kỹ của mình rất khó. Anh chị em cứ nói, tôi vừa chia sẻ với anh chị em cái kinh nghiệm của tôi. Khi tôi đến gặp được các cha, khi tôi hình dung và cái cách suy tư của tôi, nó cũng đi theo cái cách suy nghĩ đơn thường trong cái cung cách của văn hóa, trong cái cung cách của đời sống thường ngày. Nhưng do anh nói metanoia, thay đổi não trạng sống. Ngày hôm nay khi chúng ta đi xưng tội, ngày hôm nay khi anh chị em đến tòa cáo giải, anh chị em chỉ thấy một điều: thưa cha con có phạm cái này, thưa cha con có phạm cái kia. Và việc đền tội thì đọc một kinh lạy cha với kinh thánh mừng, việc đền tội là đem tiền bố thí cho kẻ khác. Thưa anh chị em, thưa anh chị em, không phải vậy. Thống hối có nghĩa là hãy đọc một kinh lạy cha, ba kinh kinh mừng, hay là khi phải đọc một kinh nào đó là thay đổi não trạng. Qua kinh đấy mà con biết trong cuộc đời của con một đấng đã đến kề con, một đấng yêu thương và ao ước khao khát bên con. Và não trạng đó sẽ thúc đẩy con làm một hành động cụ thể. Thống hối không có nghĩa là bố phải thí cho kẻ khác. Thống hối có nghĩa là khi con phải bỏ ra một điều gì hy sinh cho người khác, lúc bấy giờ con mới cảm thấy sự đói khát của chính con. Thống hối là thay đổi cái não trạng. Thống hối khi dạy con đứng lên khi con biết ra được những cái điều bất chung, những điều mà con sai trái khi trong đời sống gia đình, khi mà con đã không một sự để ý đến trung tâm của đời sống vợ chồng, thì thống hối có nghĩa là ngày hôm nay con mới biết là cuộc đời của con nó có một cái khoảng lặng của cái người ta gọi là khoảng lặng trống rỗng. Khi con chạm cái trống rỗng đó thì con thay đổi cái não trạng, con không còn đi tìm cái sự thỏa mãn riêng cho mình nữa. Đấy mới là thống hối. Và số ai đã dạy cung cách thống hối để chúng ta quay trở về với Chúa. Đây là điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Đức Thánh Cha nói về chúng tôi, xã hội ngày hôm nay người ta cần rõ cái sứ mạng của Gioan, vì người ta vẫn suy tư hành động xử sự với anh chị em mình theo cung cách giới hạn của Chúa.
phương của văn hóa của địa xứ, cho nên người ta đã tạo không biết bao nhiêu bất công cho kẻ khác. Và ngài rất nhạy bén, ngài nhắc cả cái biến cố 39 người chết ở Việt Nam để chúng ta hiểu cái tâm lòng của vị cha chung rất gần với Việt Nam. Điểm thứ ba, Gioan gần gũi với Giêsu. Thế mà khi thử thách đến, khi khó khăn đến, khi ông bị bỏ tù bởi vua Herod chỉ vì cái tội ông nói thẳng cho vua Herod là việc làm sai trái của nhà vua khi chiếm đoạt người vợ của người anh của mình, và vì thế ông đã bị người đàn bà mà đã chủ trương ở ngoài lề đời sống vợ chồng và mang cái cuộc ngoại tình với lại vua Herod, bà đã căm thù và nói với đứa con gái: "Hễ Herod xin hỏi con điều gì thì con đừng xin tiền bạc cho bà ấy, xin cái đầu của Gioan." Và Gioan đã phải vào tù về cái hành động của mình, và chính trong lúc khốn khó đó Gioan mới bắt đầu ngờ vực. Và ngờ vực đến mức độ sai luôn đến gặp Chúa Giêsu để hỏi: "Có phải ông là người chúng tôi chờ đợi hay cuộc đời chúng ta có nghi và có ngờ, nhưng mà cái nghi, cái tự vấn, cái tự hỏi tự nó chưa phải là điều sai trái, nhưng cái ngờ là cái đau khổ và tạo nên cái đau khổ tội lỗi nhiều. Và thường thì nghi thì đi đôi với ngờ là vậy. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như Gioan, sẽ có những khoảng cách nghi ngờ Chúa bởi vì nó ở trong cái thế giới an toàn của mình. Và khi chạm đến cái an toàn của mình, ta nghi và ta ngờ căn tính của Chúa, ta ngờ xem Chúa có phải là đấng xứng đáng đủ để ta bắt đầu hy sinh với tất cả những lựa chọn ta có thường ngày hay không. Và chính lúc đó thì Chúa Giêsu đã không trách Gioan. Chúa Giêsu mất tâm lý, Chúa Giêsu không có cảm thấy mình bị tự ái, Chúa Giêsu không cảm thấy bực bội để nói đến vấn đề của Gioan. Và về mà nói với Gioan, nói là còn hỏi nữa, còn ai đây nữa. Chúa Giêsu không làm điều đó, mà Chúa Giêsu chỉ bảo: "Các anh về nói với Gioan, các anh đã thấy gì, các anh đã cảm nhận gì, các anh đã thấy người mù được thấy, người què được đi, người phong hồi được chữa lành, người chết được trỗi dậy. Hãy nói với Gioan là đi với Chúa với những kinh nghiệm đó để rồi mà vượt qua cái nghi và cái ngờ của mình." Và Chúa Giêsu còn nói một câu an ủi cho tất cả những ai xung quanh đó: "Ta bảo thật, trong tất cả những người nam được người nữ sinh ra thì không ai cao trọng hơn Gioan." Cung cách của Chúa Giêsu là vậy, rất tế nhị, rất thâm thúy, đầy lòng thương xót một cái cung cách của một con người đến với một con người, chứ không phải là một cung cách của một đấng quan xét. Mùa vọng là vậy, các anh chị em ạ. Trong cuộc đời chúng ta cố gắng nhìn lại gia đình của mình, qua những khoảnh khắc của chúng ta tự vấn với chính mình, đời sống cơm áo gạo tiền, nhưng đó chưa phải là cùng đích. Và nếu nó có chạm đến sự an toàn hay là sự thoải mái riêng cho mỗi người là chuyện sự thường, chúng ta có quyền nghi, nhưng xin Chúa gỡ đi cái ngờ, vì cuộc đời chúng ta thật sự làm việc rất khéo léo, đó là tạo cái sự ngờ vực. Tình yêu của Chúa có thầm ở trong lòng mình không? Và ma quỷ bao giờ cũng vậy, tinh khôn giúp cho chúng ta một cái xa lìa Chúa êm ái vô cùng, đó là nó gieo cho chúng ta một sự ngờ vực. Ngờ vực về tình yêu, ngờ vực về sự yêu thương của những người xung quanh, ngờ vực các giá trị mình sống ngày hôm nay có giúp mình trở thành một con người khác biệt cho ngày mai hay không. Và đó là cách thức làm việc của sự dựng. Tóm lại, anh chị em thân mến, tôi có thể nghĩ và ngờ những khoảnh khắc đứng đây chia sẻ với chị em có thể đem đến sự an ủi, khuyến khích về đức tin cho anh chị em, nhưng tôi không thể ngờ điều này, đó là lòng thương xót của Chúa vẫn
tiếp tục và vẫn làm việc liên lý trong tâm hồn của mỗi người chúng ta ở đây, và Ngài sẽ là đấng thúc đẩy và làm khởi hứng tất cả những yêu thương và tất cả những ước vọng tốt đẹp nhất của chúng ta ở đây. Vì tôi có nghe người ta nói tất cả các nơi thì trong tất cả các giáo xứ mà Thiên Chúa đã thiết lập trong giáo hội này thì không giáo xứ nào mà tốt lành hơn Tân Phú, vì Tân Phú rất quảng đại và Tân Phú rất ư là sẵn sàng hiếu khách đối với những anh chị em chung quanh. Chúc mừng anh chị em và chúc anh chị em được niềm vui Chúa đến, và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa chúc anh trong mọi người.